Ông Hạnh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Du lịch và Cuộc sống ngày hôm nay. Quý vị thân mến, vừa qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải báo chí viết về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2018 cho 19 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả ở 4 thể loại: báo in, báo điện tử, báo nói và báo hình đến từ các cơ quan báo chí trung ương và thành phố đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng báo chí du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 được phát động từ ngày 21 tháng 6 năm 2018. Qua vòng sơ loại đã có 74 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ban tổ chức đã chọn lựa được 19 tác phẩm báo chí thuộc các thể loại báo tin, báo điện tử, phóng sự ảnh, phát thanh, truyền hình để trao giải thưởng. Ban tổ chức cũng cho biết các tác phẩm báo chí gửi dự giải năm nay đã phản ánh rõ nét những đóng góp tích cực, các sáng kiến, giải pháp đi sâu vào những vấn đề nổi bật của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ rõ ra những thuận lợi, khó khăn và những tiềm năng du lịch vẫn chưa được khai thác tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua một số tác phẩm đoạt giải nhất như loạt bài Năm Kỳ, Đường nào cho du lịch trên sông ở Sài Gòn của tác giả Thuận Phong, báo Du lịch Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm mới về MICE tại Đông Nam Á của nhóm tác giả Đức Toàn, Thiện Toàn, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.